Xin chào các bạn, Minh Nhật TV mời bạn nghe chuyện. Chị họ tôi ngày nào cũng đăng ảnh giường chiếu lên trang cá nhân, khoe rằng chồng cô ta rất yêu thương mình. Ngày cưới, chị ta còn mặc váy ngắn xẻ tà, khoe những dấu vết tình yêu trên đùi. Kết quả là váy bất ngờ bị bung chỉ, đúng lúc quan trọng là do tôi đứng chắn trước mặt chị ta, ngăn cho chị ta khỏi bị lộ. Chị ta cảm kích tôi vô cùng. Sau đó, chồng chị ta ngoại tình, sau đó chị ta lại đổ lỗi lên đầu tôi. Nếu không phải vì mày đứng chắn trước tao vào ngày cưới, làm mất đi vận may của tao, thì chồng tao đã không ngoại tình. Chị ta lén bỏ thuốc vào đồ uống để quyến rũ vị hôn phu của tôi, muốn tôi cũng nếm trải cảm giác bị phản bội. Nhưng kế hoạch thất bại, chị ta tức giận phá đám lễ cưới của tôi. Chị ta làm mẹ tôi tức đến phát bệnh tim và đẩy tôi ngã xuống cầu thang. Khi mở mắt ra, tôi quay lại ngày chị ta tổ chức đám cưới. Hết văn án. Lâm Tĩnh, mau vào trang cá nhân của tao bấm like đi. Tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai, tôi nhận ra mình đã trọng sinh. Mở điện thoại ra, tôi thấy bài đăng mới nhất của chị họ. Hôm nay là ngày cưới, tối qua chồng không chịu nổi, để lại biết bao dấu hôn, thật ngại quá. Hình ảnh là đôi chân của chị họ đầy dấu hôn đỏ và bóng lưng của chồng chị ta, với vòng eo to như cái vại nước. Chị họ rất thích đăng ảnh giường chiếu của mình và chồng lên trang cá nhân, rồi còn thúc ép mọi người phải vào like. Chỉ cần nghĩ đến những gì chồng chị ta đã làm kiếp trước, tôi không khỏi buồn cười. Like xong chưa? Mau đến xem váy cưới của tao. Chị ta lại háo hức giục. Ngẩng đầu lên, tôi thấy chị họ vẫn như kiếp trước, đang lưỡng lự giữa hai chiếc váy cưới. Chỉ còn một tiếng nữa là đến giờ làm lễ, vậy mà chị ta vẫn chưa chọn được váy cưới nào ưng ý cho mình. Một chiếc là váy dài, thiết kế tinh tế, nhìn qua cũng biết là rất đắt tiền. Chiếc còn lại là váy mà phù dâu đặt may cho chị ta. Vải thì rẻ tiền, ngắn đến tận đùi và có một đường xẻ tà bên hông. Phù dâu bên cạnh liền nói, chắc chắn phải chọn chiếc váy ngắn xẻ tà này, nó mới khoe được dáng của cậu. Nhất là với nhiều dấu hôn như vậy, cậu phải khoe ra để mọi người thấy chồng cậu yêu cậu đến thế nào. Chị họ tôi nghe xong thì vô cùng thích thú, ngẩng cao đầu gật gù. Tớ cũng nghĩ chiếc này mới hợp với mình. Nói rồi, chị họ tôi ném chiếc váy còn lại lên người tôi, mặt đầy vẻ khinh thường. Lâm Tĩnh, cái váy mày chọn đúng là rác rưởi, định lừa tao à? Không sai, chiếc váy này là tôi đã chọn giúp chị ta, tôi còn phải nhờ không ít người và tốn không ít tiền để có được nó. Vậy mà nó lại bị chị ta chê bai không tiếc lời. Tôi lập tức thu dọn chiếc váy và đưa tay ra. Được thôi, trả tiền đi. Chị họ tôi liền sầm mặt. Tiền gì? Tôi cao giọng, chị nói nhờ tôi chọn váy cưới, nói rằng giá cả với chị là không thành vấn đề. Tôi đoán chị cũng chẳng mua nổi cái váy này nên tôi đã thuê nó. Cho nên bây giờ chị chỉ cần trả tiền thuê thôi. Sao? Định quỵt à? Vì hai gia đình tôi và chị họ có quan hệ khá tốt, tôi và chị họ cũng đã hơn 10 năm không gặp nhau, nên tôi không hiểu rõ tính cách của chị ta lắm. Kiếp trước, tôi không những không đòi tiền, mà còn chạy đôn chạy đáo giúp chị ta lo liệu đám cưới. Đến khi chị ta suýt bị lộ hàng, tôi cũng lao vào giúp đỡ che chắn cho. Nhưng cuối cùng, lòng tốt của tôi lại nhận được cái kết đắng như thế. Đã trọng sinh, kẻ ngu ngốc này ai muốn làm thì làm, tôi nhất quyết không làm nữa. Tôi nói lớn. Nếu chị không trả tiền, tôi đành phải đi tìm anh rể thôi. Chị họ tôi sợ tôi phá hỏng hình ảnh của mình trước chồng nên vội vàng rút điện thoại ra. Thôi được, tao chuyển tiền cho mày. Bao nhiêu? Chị họ và chồng kết hôn chóng vánh, cả hai vẫn chưa hiểu hết về tính cách của nhau. Chị ta tất nhiên không muốn tôi phá hỏng hình ảnh của mình. Tôi mỉm cười, 10.000. Bao nhiêu cơ? Chị họ liền thay đổi giọng. Một cái váy cưới cũng không đến 10.000 tệ. Không trả đúng không? Vậy tôi sẽ đi tìm anh rể. Tôi giả vờ quay người định bước đi. Chị họ vội vàng giữ tôi lại, cắn răng chuyển tiền cho tôi. Nhận được tiền rồi thì tôi cầm chiếc váy định đi, nhưng chị họ lại ngăn tôi. Tao đã trả tiền rồi, sao mày còn lấy đi? Tôi vỗ trán như vừa nhớ ra. À, tôi quên nói với chị, giá là 10.000 tệ mỗi giờ. Nếu muốn mặc, chị phải trả thêm 10.000 tệ nữa. Khuôn mặt chị ta đen kịt như đáy nồi, nhưng cũng phải đành nhìn tôi mang chiếc váy đi. Tôi gói chiếc váy và gửi đi, khi quay về thì nghe thấy tiếng động lạ trong cầu thang thoát hiểm. Tôi lặng lẽ bước đến và quả nhiên, cảnh tượng giống hệt như kiếp trước. Phù dâu đang quấn lấy cổ chú rể, cả hai hôn nhau đắm đuối. 10 phút sau, hai người họ lần lượt rời khỏi cầu thang. Tôi đứng nấp một bên, giả vờ như không nhìn thấy gì. Kiếp trước, khi chứng kiến cảnh này, tôi đã âm thầm nhắc nhở chị họ cẩn thận. Nhưng chị ta lại nói tôi ghen tị với cuộc sống hoàn hảo của cô ta. Lần này, tôi quyết định không nói gì, không biết liệu chị ta có phát hiện ra không nhỉ. Nửa tiếng sau, chị họ đến cửa sảnh tiệc chuẩn bị vào lễ, chú rể cũng đã đến bên cạnh cô ta. Chị họ quay đầu nhìn chú rể và khuôn mặt lập tức cứng đờ. Chồng à, sao trên cổ anh có vết son môi? Tôi nhìn theo và thấy một vệt son chưa được lau sạch.
Chú rể bối rối đưa tay lên chạm. Chắc là do chuyên gia trang điểm vô tình làm dính. Tưởng rằng một trận cãi vã sắp nổ ra, nhưng không ngờ chị họ lại chấp nhận lời giải thích này. Chị thậm chí còn đổ lỗi cho chuyên gia trang điểm. Cái bà trang điểm kia toàn đánh phấn dày cộp, nhìn là biết không phải người tử tế. Còn dám làm dính son lên người anh nữa, thật ghê tởm. Tôi suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Chê người khác ghê tởm ư? Không biết ai ngày nào cũng đăng lên mạng khoe tối qua làm chuyện ấy bao nhiêu lần với chồng. Người như vậy cũng sẽ biết cái gì là ghê tởm sao? Chị họ quay sang tôi và phủ dâu. Hai đứa lên đánh giá thấp cô ta đi, để xem cô ta còn dám quyến rũ chồng người khác không. Tôi mở ứng dụng và chẳng nói gì, chỉ để lại đánh giá tốt nhất trên trang chủ của cô thợ make up kia. Bản nhạc cưới vang lên, cánh cửa mở ra. Chị họ khoác tay chú rể, uốn éo bước lên thảm đỏ. Người thân và bạn bè nhìn thấy bộ trang phục của chị họ liền che miệng cười trộm. Sắc mặt của cậu và mợ tôi cũng không khác gì như vừa ăn phải thứ gì đó bốc mùi. Kiếp trước, chị họ đổ lỗi cho tôi vì làm mất đi vận may của cô ta, sau đó kéo cả cậu và mợ đến đám cưới của tôi để phá đám. Mẹ tôi vì tức giận mà phát bệnh tim rồi qua đời, bố tôi đau buồn mà lâm bệnh nặng. Trong lúc tôi kiệt sức lo liệu tang lễ, cả nhà chị họ đã nhân cơ hội đẩy tôi từ trên lầu xuống, khiến tôi tử vong ngay tại chỗ. Nếu sớm biết gia đình họ là hạng người như vậy, tôi đã không giao thiệp với họ ngay từ đầu. Sao nó lại mặc như vậy? Cậu và mợ tôi quay sang trách móc tôi. Tôi chọn một góc thật đẹp để ngồi xem kịch, giọng điệu bất đắc dĩ. Chị ấy nhất quyết đòi mặc, con không cản được. Chị ấy nói bộ váy này mới xứng đáng với chị ấy. Cậu tôi khó chịu. Tao thấy mày cố tình làm khó thì có. Học cao hiểu rộng nên mưu mô nhiều, thấy chị mày cưới chồng thì ghen tức chứ gì. Cái đồ học thạc sĩ mà học vớ vẩn. Ông im ngay. Nhân lúc cậu tôi đang mở miệng, tôi nhanh tay vò giấy ăn thành một cục rồi ném vào miệng ông ta. Cậu tôi lập tức tức giận, định lao lên về phía tôi, nhưng chưa kịp nhổ giấy ra thì trên sân khấu đã vang lên một tiếng hét. Xung quanh lập tức xôn xao. Cậu tôi nhanh chóng nhìn lên sân khấu, chỉ thấy váy của chị họ bị bung đường xẻ hoàn toàn. Cô ta vừa lấy tay che chỗ quan trọng, vừa kéo phù dâu lại chắn phía trước. Phù dâu bị kéo mạnh quá nên bước chân loạng choạng, cả hai ngã xuống sàn sân khấu. Cảnh tượng hỗn loạn vô cùng. Chú rể, người vốn đứng gần chị họ nhất và lẽ ra phải bảo vệ chị ta đầu tiên, lại chỉ đứng yên không phản ứng. Khi thấy ánh mắt tò mò của mọi người, anh ta thậm chí còn lúng túng bỏ lại chị họ và chạy xuống khỏi sân khấu. Đám cưới của chị họ kết thúc như một trò hề. Cô ta và phù dâu cãi nhau to trong hậu trường. Chị họ trách phù dâu rằng vì chiếc váy kém chất lượng mà khiến chị ta bị bẽ mặt trước bạn bè và quan khách. Cuối cùng, phải đến khi cảnh sát đến can thiệp, mọi chuyện mới lắng xuống. Về nhà, tôi kể cho bố mẹ nghe về thái độ của gia đình chị họ đối với tôi. Bố mẹ tôi tức giận vô cùng. Mẹ tôi ngay lập tức gọi điện chửi thẳng cậu tôi một trận, rồi chặn mọi liên lạc với gia đình họ. Ông ngoại tôi luôn có tư tưởng trọng nam khinh nữ, nên từ khi trưởng thành, mẹ tôi đã rời bỏ gia đình. Những năm qua, mẹ vẫn duy trì mối quan hệ không quá gần gũi với cậu. Lần này, vì cậu cầu xin mẹ giúp đỡ, mẹ tôi nhớ tình thân nên đồng ý cho tôi đến hỗ trợ. Không ngờ, cậu lại đối xử tệ với tôi như vậy. Mẹ xin lỗi con, Lâm Tĩnh. Rút khỏi nhóm gia đình đi, chúng ta cắt đứt quan hệ với họ. Tôi lắc đầu. Bố mẹ à, con giữ lại nhóm gia đình còn có việc cần làm. Nhìn bố mẹ khỏe mạnh và hạnh phúc, tôi càng kiên quyết thực hiện kế hoạch trừng phạt cái gia đình bệnh hoạn kia. Ngày hôm sau, chị họ lại đăng bài trên mạng xã hội. Lần này là ảnh chị ta ôm ấp với gã chồng béo của mình, kèm dòng trạng thái. Sau những chuyện khó khăn, vẫn luôn có một người ở bên cạnh. Có lẽ đây mới thực sự là tình yêu đích thực. Vừa xem xong, chị ta đã nhắn tin riêng cho tôi. Lâm Tĩnh, mày thấy bài đăng của tao chưa? Chồng tao yêu tao lắm, hôm qua tao lộ hàng mà anh ấy không hề chê bài. Anh ấy nói sẽ mãi mãi không bỏ rơi tao, còn bảo tao sinh cho anh ấy cả đàn con nữa. Đọc những dòng này, tôi chỉ muốn mình ngay lập tức bị mù chữ luôn cho xong. Tôi đóng hộp thoại lại và ngay lập tức nhận được tin nhắn của bạn trai mình, Lục Dư. Lâm Tĩnh, mai chúng ta đi mua 3 món trang sức cưới nhé. Nhìn tin nhắn của Lục Dư, lòng tôi trở nên bình yên lạ thường. Kiếp trước, sau khi tôi chết, gia đình chị họ đã chạy trốn trong đêm. Lục Dư vì tôi mà bạc cả đầu chỉ sau một đêm. Anh ấy đã chi rất nhiều tiền và sử dụng các mối quan hệ để tìm ra nơi gia đình chị họ ẩn náu và đưa họ vào tù. Cuối cùng, Lục Dư đã đến mộ tôi, đốt bản án cho tôi, rồi gục đầu trên mộ khóc nức nở. Nếu không gặp phải gia đình chị họ, tôi tin rằng mình sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Ngày hôm sau, tôi và Lục Dư gặp nhau để cùng đi mua 3 món trang sức cưới. Lục Dư mỉm cười nhìn tôi. Sao hôm nay em bám anh thế? Tôi ôm lấy người yêu quý giá đã trở về bên mình, cọ cọ vào tay anh. Nhớ anh thôi. Lục Dư giơ tay lên định vuốt tóc tôi, nhưng thấy sắc mặt tôi đột nhiên kỳ lạ.
Không đợi anh phản ứng, tôi kéo anh ra một góc. Em hình như vừa nhìn thấy người quen. Lục Dư bất đắc dĩ. Thấy người quen thì sao phải trốn? Anh là người thứ ba à? Tôi vội vàng bịt miệng anh lại, nhìn chằm chằm vào hai người đàn ông không xa, nheo mắt lại. Một trong số đó chính là chồng của chị họ, người mà tôi đã gặp vài ngày trước. Người còn lại thì tôi không nhận ra, nhưng hắn lại lén nắm tay chồng chị họ khi không ai chú ý. Không cần nói cũng biết, quan hệ của hai người này chắc chắn không bình thường. Thì ra gã chồng của chị họ tôi không chỉ lừa chị ta về giới tính mà còn ngoại tình. Hai người họ đi đến một góc khuất, bắt đầu ôm hôn nhau thắm thiết. Tôi cảm thấy buồn nôn vô cùng, tên chồng của chị họ vừa lừa dối hôn nhân, lại còn ngoại tình. Loại người này chết cả nghìn lần cũng không đủ. Nhưng tôi không vội nói cho chị họ biết. Tin tức tốt lành như thế này, đương nhiên phải để chị ta tự phát hiện ra vào thời khắc quan trọng mới thú vị. Sau khi mua xong 3 món trang sức cưới, tôi vừa hay thấy ông ngoại đăng tin nhắn vào nhóm gia đình. Lễ cưới của Tiểu Nguyệt hôm trước không được suôn sẻ, vài ngày nữa cả nhà chúng ta sẽ tụ họp lại. Ông sẽ đứng ra làm chủ, mọi người đều phải có mặt nhé. Có lẽ vì Tiểu Nguyệt là con của cậu, nên ông ngoại không quá thiên vị nam nữ đối với chị ta. Từ nhỏ đến lớn, chị ta luôn được mọi người nuông chiều nên mới dẫn đến tính cách ích kỷ và kiêu ngạo như bây giờ. Còn tôi, mỗi lần gặp ông ngoại thì chỉ nhận lại ánh mắt lạnh lùng của ông. Nhưng đây là cơ hội tốt, tôi nhất định không bỏ lỡ. Ngày tụ họp gia đình, tôi đến khách sạn từ sớm và ngồi vào một góc. Khi chị họ và chồng đến, tôi dùng số điện thoại ảo gửi cùng lúc 3 tin nhắn cho 3 người trong bữa tiệc. Chồng yêu, phòng 503, em đang đợi anh. Đúng vậy, không chỉ chị họ và chồng chị họ có mặt, mà cả người tình của chồng chị họ cũng đến. Anh ta thỉnh thoảng đi ngang qua bàn của chị họ, liếc mắt đưa tình với chồng chị họ. Sau khi nhận được tin nhắn, anh ta lè lưỡi với chồng chị họ rồi vặn vẹo bước lên lầu. Chồng chị họ nhìn qua điện thoại, bịa một cái cớ rồi cũng nhanh chóng lên lầu. Chị họ từ lúc bước vào đã không ngừng khoe khoang về chồng mình. Khi thấy chồng mình vừa rời đi, chị ta chỉ còn biết chán nản lướt điện thoại. Và rồi chị ta đã nhìn thấy tin nhắn đó. Khuôn mặt chị ta lập tức đen lại một cách rõ ràng, chị ta đứng dậy và chạy thẳng lên lầu. Tiểu Nguyệt, chạy chậm thôi. Ông ngoại lo lắng đứng dậy, yêu cầu cậu và những người thân khác đi theo xem tình hình. Khi tất cả chúng tôi lên đến tầng 5, chỉ thấy chồng chị họ đứng chặn trước cửa phòng, còn chị ta thì ngồi dưới đất khóc lóc. Để con hồ ly tinh đó ra đây, dám cướp chồng tôi, sao không dám cho tôi nhìn mặt. Tôi một lòng một dạ với anh, vậy mà anh lại phản bội tôi thế này. Vừa dứt lời, cánh cửa bật mở. Người tình của chồng chị họ bước ra, khoác áo choàng tắm, liếc mắt khinh bỉ nhìn bộ dạng khóc nháo của chị họ, giả giọng thê thế. Có gì mà phải ồn ào, chỉ là ngủ với chồng cô thôi mà. Chị họ nhìn thấy tình nhân của chồng mình thì hoàn toàn sững sờ. Những người thân chứng kiến toàn bộ sự việc cũng không khỏi để lộ vẻ mặt ngạc nhiên. Chúng tôi đều nghĩ rằng chị họ sẽ bùng nổ mà lao vào cấu xe với tên nhân tình kia. Nhưng không ngờ, chị ta lại vội vàng đứng dậy, nở nụ cười. Thì ra chỉ là hiểu lầm thôi. Chồng à, đây là anh em tốt của anh phải không? Chồng chị họ hơi khựng lại, sau đó gật đầu lia lịa. Đúng, đúng, đây là anh em của anh. Cậu ấy say quá, anh chỉ đưa lên đây thôi. Tôi im lặng. Người tình của chồng chị ta cũng không biết nói gì hơn. Hắn ta suýt nữa thì hét to rằng mình là người tình của chồng chị ta ngay trước mặt mọi người. Hắn đã làm rõ ràng đến mức ai cũng nhận ra, vậy mà chị ta vẫn không thấy được sao. Tôi biết mà, chồng tôi yêu tôi nhất, chắc chắn sẽ không ngoại tình. Chị họ hạnh phúc tựa vào vai chồng. Những người thân xung quanh cười gượng hai tiếng, hùa theo. Đúng thế, hai người hạnh phúc thật đấy. Ông ngoại thì quá mất mặt, viện đại cái cớ nào đó rồi vội vàng rời đi. Tôi không được chứng kiến cảnh mà mình mong đợi, nên có chút thất vọng. Nhưng ai biết được, chị họ tôi thật sự không hiểu hay chỉ giả vờ không hiểu. Những ngày sau, chị họ vẫn đều đặn đăng ảnh giường chiếu lên mạng xã hội. Cũng may, chị ta còn chút biết xấu hổ nên đã chặn các bậc trưởng bối. Chỉ còn những người cùng trang lứa như chúng tôi là bị hành hạ. Ban đầu còn có vài người thích xem náo nhiệt, vào like. Nhưng về sau, ai cũng thấy phiền, lần lượt chặn chị ta. Không còn ai để tâm sự, chị họ không đăng lên mạng xã hội nữa, mà chuyển sang nhắn riêng cho tôi. Tối qua chồng tao lại đòi tao 3 lần, thật ngại quá. Anh ấy còn tặng tao một chiếc tạp dề màu hồng, yêu tao lắm. Tôi nghi ngờ rằng chị họ đã đặt tên tôi thành trợ lý chuyển file trong danh bạ. 2. Cái giá của việc nhẫn nhịn để trả thù quả thật quá cao. Cuối cùng, khi chị ta gửi liên tiếp hơn chục tấm ảnh giường chiếu, tôi nhận ra người này quả thật chẳng biết xấu hổ. Vì vậy, tôi không nhịn nữa, chuyển hết những bức ảnh và nội dung tin nhắn của chị họ vào nhóm gia đình. Chị họ, đừng gửi cho em nữa. Em thật sự không muốn biết hai người một đêm mấy lần. Những bức ảnh đó khiến cả nhóm gia đình xôn xao. Cậu và mợ tôi mỗi người gửi tin nhắn thoại dài cả phút, yêu cầu tôi xóa đi. Nhưng tôi không làm. Chị họ tôi điên tiết, gửi tin nhắn thoại mắng tôi trong nhóm.
Lâm Tĩnh, mày chỉ biết ghen tị thôi. Tao gửi ảnh cho mày là để mày lấy may, biết đâu mày sẽ tìm được người đàn ông của đời mình. Không ngờ mày lại không biết điều, đáng đời mày cả đời này chẳng có ai yêu. Tôi chẳng nói gì, chỉ thẳng tay chặn chị họ, rồi quay sang bảo bố mẹ chuyển nhà. Tôi lo rằng gia đình cực phẩm này sẽ lại tìm đến gây sự như lần trước. Bố mẹ tôi không có ý kiến gì, bắt đầu tìm nhà mới, nhưng họ cũng không quên nhắc nhở tôi. Lâm Tĩnh, con sắp kết hôn rồi, đừng lãng phí thời gian vào bọn họ. Theo kế hoạch của tôi và Lục Dư, chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới vào tháng sau. Nhưng nếu không giải quyết xong gia đình chị họ, tôi sẽ không yên tâm. Và đúng như dự đoán, vài ngày sau, dự cảm không lành của tôi đã thành sự thật. Hôm đó sau giờ làm, Lục Dư đưa tôi đến nhà bố mẹ anh để ăn cơm. Không ngờ vừa bước vào cửa, tôi đã thấy chị họ tôi ngồi chễm chệ trên ghế sofa. Bố mẹ chồng ngồi đối diện với chị họ, đưa khăn giấy cho chị ta khi thấy chị ta khóc lóc ỉ ôi. Chị họ không nghe thấy tiếng cửa mở phía sau, vẫn đang chìm đắm trong nỗi buồn của mình. Bác trai, bác gái, hai người không biết cháu đã khổ sở thế nào đâu. Mỗi ngày cháu đều chăm lo cho chồng từng ly từng tí, vậy mà anh ấy lại ra ngoài tìm người khác. Giá như cháu may mắn như Lâm Tĩnh, tìm được người chồng tốt như Lục Dư thì tốt biết mấy. Chị họ, sao chị lại ở đây? Giọng nói của tôi vang lên đột ngột, khiến chị họ giật mình, vội quay đầu lại. Khi thấy Lục Dư đứng cạnh tôi, chị ta lập tức thay đổi biểu cảm, trở nên đáng thương hơn. Lâm Tĩnh, chị nghe nói em sắp kết hôn, nên muốn hỏi xem em có cần phù dâu không? Tôi cười nhạt, không cần. Với lại, làm sao chị biết địa chỉ nhà tôi? Hình như tôi chưa nói với chị bao giờ. Sắc mặt chị họ lộ vẻ lúng túng, vội vàng chui vào nhà vệ sinh. Để chị đi rửa mặt cái đã. Vài phút sau, chị họ bước ra với khuôn mặt trang điểm kỹ lưỡng. Chị ta ngồi đối diện với Lục Dư, mỉm cười e thẹn. Hai người yêu nhau bao lâu rồi? Lục Dư đã nghe tôi kể về những chuyện điên rồ của chị họ, nên chẳng mấy có thiện cảm với chị ta. Tuy nhiên, trước mặt bố mẹ chồng, anh cũng không tiện đuổi người, chỉ trả lời qua loa. Được 5 năm rồi. Chị họ lập tức tỏ vẻ ngạc nhiên. 5 năm rồi, sao vẫn chưa có con? Lục Dư nhíu mày, nhìn chị như nhìn người mất trí. Chúng tôi còn chưa kết hôn, sao lại sinh con? Chị họ lấy tay che miệng, làm bộ thẹn thùng. Chị nghĩ không quan trọng cưới hay không, nếu yêu thì nên sinh con cho người mình yêu. Với lại thầy bói nói chị rất dễ sinh nở, chắc chắn sẽ sinh con trai. Vừa nói, chị ta vừa ám chỉ nhìn sang bố mẹ chồng tôi. Bố mẹ chồng tôi đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy lời nói của chị ta thật kỳ lạ. Tôi không thể ngồi yên nữa, liền kéo tay chị họ và đẩy ra ngoài. Vì từng bị đẩy xuống cầu thang ở kiếp trước, nên sau khi trọng sinh, tôi đã nỗ lực rèn luyện sức khỏe, bây giờ tôi có thể dễ dàng mà đưa chị ta ra ngoài cửa. Không để chị ta kịp nói gì thêm, tôi lạnh lùng nhìn chị. Tôi không cần biết chị nghĩ gì. Nếu chị còn dám xuất hiện ở đây, tôi sẽ dán hết ảnh giường chiếu của chị lên công ty chồng chị. Chị họ vừa định cãi lại, nhưng lập tức im bặt. Dù gì, hiện tại gia đình chị ta chỉ có chồng chị ta là kiếm ra tiền. Nếu ảnh giường chiếu thật sự ảnh hưởng đến công việc của chồng mình thì chẳng còn ai mang tiền về nhà nữa. Chị ta bĩu môi. Không đến thì không đến. Tôi có lòng tốt làm phù dâu cho cô, mà cô lại còn giữ với tôi, đúng là không biết ơn. Khi quay lại nhà, Lục Dư đã giải thích mọi chuyện với bố mẹ chồng. Bố mẹ chồng hiểu chuyện, không trách móc tôi vì chị họ, ngược lại còn thương cảm cho tôi khi có người thân như vậy. Cháu cứ yên tâm, nếu cô ta dám đến nữa, bác sẽ gọi cảnh sát ngay, bố chồng tôi nói. Tôi mỉm cười và gật đầu. 2 tuần sau, tôi và Lục Dư đi khám sức khỏe tiền hôn nhân. Vừa xong buổi khám, Lục Dư đột nhiên kéo tay áo tôi. Em ơi, kia có phải chị họ em không? Tôi nhìn theo hướng anh chỉ, quả thật thấy chị họ tôi đang bước ra từ khoa truyền nhiễm với vẻ mặt lo lắng. Chị ta cũng thấy chúng tôi. Chị ta theo phản xạ định chạy đi, nhưng nghĩ ngợi gì đó rồi lại bước về phía chúng tôi. Sao chị lại ở bệnh viện? Tôi nhìn chị ta từ đầu đến chân, xem chỗ nào không ổn. Chị họ tôi vò nát tờ giấy khám sức khỏe và nhét vào túi, lảng tránh câu hỏi. Hai đứa về nhà à? Cho chị quá giang nhé. Lục Dư từ chối thẳng thừng. Xin lỗi, hôm nay bọn em không đi ô tô. Chị họ không giấu được vẻ thất vọng, nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại tinh thần, cố gắng xin số điện thoại của Lục Dư, không thèm để ý đến sự hiện diện của tôi. Thấy đã đến lượt chúng tôi khám, Lục Dư đưa cho chị ta một số điện thoại dự phòng lâu không dùng. Chị ta thử gọi để chắc chắn số đúng, sau đó mới để chúng tôi rời đi. Tôi cầm lấy chiếc SIM dự phòng từ tay Lục Dư. Tôi muốn xem thử chị ta còn giở trò gì nữa. Hôm sau, Lục Dư nói rằng chị họ đã mang một đống quà đến công ty anh. Chị ta bảo đó là quà cưới tặng cho tôi. Tôi biết ngay có gì đó không bình thường, nên bảo Lục Dư đừng mở quà, cứ mang về nhà đã. Về đến nhà, tôi nhớ lại cảnh chị ta đã bước ra từ khoa truyền nhiễm. Tôi đeo liền 5 lớp găng tay trước khi mở món quà của chị.
Bên trong là một con gấu bông, một chiếc chăn lụa và một bộ chăn gà gối đệm. Phản ứng đầu tiên của tôi là nghi ngờ con gấu bông có giấu camera, nhưng kiểm tra kỹ thì không thấy gì. Bộ chăn ga gối cũng là mới. Nhìn chiếc chăn lụa mới tinh, tôi bỗng có linh cảm lạ. Tôi treo chiếc chăn lên ánh sáng để kiểm tra từng chút một và cuối cùng phát hiện một cây kim rất nhỏ ở góc chăn. Lấy kim ra, tôi phát hiện trên đó còn dính một chất màu đỏ. Chẳng lẽ là máu? Tôi nhìn Lục Dư, cả hai cùng cau mày. Em có nghĩ rằng lần chị họ đến bệnh viện là để kiểm tra HIV không? Chẳng cần đoán cũng biết ý đồ của chị họ. Chị ta dùng chiếc kim dính máu với mục đích làm hại chúng tôi, nghĩ rằng như vậy có thể lây nhiễm virus cho chúng tôi. Nhưng chị ta lại không biết rằng, khi máu đã khô thì virus cũng mất tác dụng. Quả là vừa ác độc lại vừa ngu ngốc, chẳng có tí kiến thức nào. Tôi và Lục Dư định báo cảnh sát. Tuy nhiên, trước khi báo, chúng tôi hỏi ý kiến một người bạn là luật sư và được biết hành vi này rất khó bị coi là cố ý gây thương tích. Dù có bị buộc tội, cũng chỉ là mưu hại không thành, rất dễ thoát tội hoặc chỉ bị xử lý nhẹ. Nếu để chị họ thoát tội dễ dàng như vậy, thì đúng là quá rẻ cho chị ta rồi. Tôi và Lục Dư bàn bạc và quyết định kiên nhẫn chờ đợi. Chắc chắn chị ta sẽ còn có động thái khác nếu kế hoạch lần này thất bại. Quả nhiên, 3 ngày sau, chị họ nhắn tin cho số điện thoại dự phòng của Lục Dư. Chị hỏi bóng gió xem Lục Dư có cảm thấy không khỏe, như sốt hay nổi mẩn đỏ không. Rõ ràng, chị muốn biết xem chúng tôi có bị nhiễm bệnh hay không. Khi nhận được câu trả lời phủ định, chị ta tỏ ra rất thất vọng. Nhưng không lâu sau, chị ta lấy lại tinh thần và bắt đầu gửi cho Lục Dư những bức ảnh cùng những tin nhắn đầy ám chỉ. Chồng chị dạo này hay đi công tác quá, thật phiền phức. Giá mà anh ấy chăm lo gia đình như em thì tốt biết mấy. Bụng Lâm Tĩnh mãi chưa có tin vui à? Chắc là cô ấy có vấn đề, em thử với người khác xem sao. Tôi không thèm trả lời, nhưng chị ta lại càng gửi tin càng trắng trợn, thậm chí bắt đầu bôi nhọ tôi. Lục Dư, em là một người tốt, nên chị không nỡ giấu em điều này. Em có biết Lâm Tĩnh đã từng phá thai hồi cấp 3 không? Tôi nhìn tin nhắn mà ngỡ ngàng. Phá thai á? Sao tôi lại không biết mình đã từng phá thai nhỉ? Cô ấy rất không đứng đắn, thường mặc váy ngắn ra đường để dụ dỗ đàn ông. Thật lòng mà nói, chị nghĩ Linh Tĩnh không xứng với em. Cuối cùng, chị ta thẳng thắn gửi cho Lục Dư một số phòng khách sạn. Em xứng đáng có một người tốt hơn. Đừng lo, chị không cần em phải chịu trách nhiệm, cũng sẽ không có ai biết chuyện này. Chỉ là chồng chị ngoại tình, nên chị muốn anh ta cũng nếm trải cảm giác bị phản bội mà thôi. Kiếp trước, chị ta cũng đã nói những lời tương tự, nhưng là nói với tôi. Chị ta đổ lỗi rằng do tôi đứng trước chị ta trong lễ cưới, làm mất vận may của chị ta, khiến chồng chị ta ngoại tình. Vì thế, chị ta quyến rũ Lục Dư, mong muốn tôi phải trải qua cảm giác bị phản bội. Nhưng kiếp trước không thành công, kiếp này cũng sẽ không bao giờ thành công. Tôi gửi số phòng khách sạn mà chị họ nhắn cho tôi đến những người họ hàng thường xuyên qua lại với nhà cậu. Kèm theo đó là một tin nhắn. Tôi là Tiểu Nguyệt, chồng tôi ngoại tình và tôi đã bắt được anh ta ở phòng này, mau đến giúp tôi bắt kẻ gian. Tin nhắn này cũng được gửi đến số điện thoại của chồng chị ta. Tôi đến khách sạn trước và thấy một đám đông đang tụ tập trước cửa, sau đó cùng nhau lao lên tầng trên. Khi đến trước cửa phòng khách sạn, mọi người không muốn đánh rắn động cỏ quá sớm. Thế là ông ngoại tôi đứng ra dẫn đầu, tiến tới gõ cửa. Bây giờ mới tới à? Người ta đợi lâu lắm rồi đấy. Từ bên trong vang lên giọng nói dịu dàng của chị họ. Ngay sau đó, cánh cửa mở ra. Chị ta mặc một bộ nội y gợi cảm, tạo dáng đầy quyến rũ, quay đầu nhìn ra ngoài. Vừa chạm mắt với ông ngoại, chị ta lập tức ngẩn người. Những người họ hàng xung quanh cũng chết lặng. Trong vài giây ngắn ngủi, sắc mặt chị ta chuyển từ đen sang trắng, rồi tái mét. Các họ hàng đứng đó chứng kiến cảnh tượng này, chỉ mong có thể tự móc mắt mình ra. Sao mọi người lại đến đây? Chị ta hoảng hốt lấy chăn che người. Chồng chị ta lúc này cũng lao ra từ đám đông, tức giận bóp chặt cổ chị ta. Cô đang đợi ai ở đây? Hẹn hò với thằng nào hả? Tôi mới đi công tác một ngày mà cô đã thiếu đàn ông thế à? Chị ta hét lên và bắt đầu đánh trả. Anh còn dám nói tôi, anh còn thiếu đàn ông hơn tôi đấy. Đừng tưởng tôi không biết anh ở ngoài bán thân. Một thằng chưa đủ, anh còn phải thêm mấy thằng nữa. Tôi chưa tung chuyện anh bị HIV ra ngoài là anh may mắn lắm rồi. Vừa dứt lời, đám đông họ hàng xung quanh lập tức kinh hãi. Giờ thì tất cả mọi người đều biết hai vợ chồng họ mắc bệnh. Những người trước đó đang đứng xem náo nhiệt bây giờ ai nấy đều lùi lại, sợ lây nhiễm. Ông ngoại, người đứng gần họ nhất, nghe xong liền tối sầm mặt mày, ngã quỵ xuống. Mọi người hoảng loạn bế ông xuống lầu và đưa đi bệnh viện. Đến tối, tin tức truyền đến, ông ngoại đã qua đời vì đột quỵ. Còn chị họ và chồng đánh nhau quá dữ dội, khách sạn buộc phải gọi cảnh sát đến giải quyết. Cả hai bị đưa đến đồn cảnh sát để xử lý. Ngày hôm sau, chồng chị họ đòi ly hôn. Anh ta thậm chí còn chửi chị ta trong nhóm gia đình để gây sức ép buộc chị ta phải đồng ý.
tưởng rằng lần này chắc chắn họ sẽ ly hôn, nhưng không ngờ chị ta lại không chịu. Chị ta làm ầm lên, thậm chí còn đăng video dọa nhảy lầu để ép chồng không ly hôn. Cậu và mợ tôi đang bận lo đám tang của ông ngoại, chẳng quan tâm đến chị ta. Không ngờ chị ta lại thực sự nhảy từ tầng 3 xuống, gãy một chân. Trong lúc gia đình chị ta rối tung rối mù, tôi và Lục Dư đã tổ chức đám cưới và mở tiệc cưới vào cuối tháng. Chúng tôi đặc biệt không thông báo cho họ hàng bên nhà cậu. Thật không ngờ, vào đúng ngày cưới, chị họ lại xuất hiện, chống nạng đi tới. Chỉ tiếc là, chị ta sẽ phải thất vọng thôi. Bữa tiệc lần này không phải là tiệc cưới, mà chỉ là buổi tiệc cảm ơn của tôi và Lục Dư. Khi đó, chúng tôi đang đi hưởng tuần trăng mật ở nước ngoài. Khách mời chỉ là người thân đến dự tiệc, còn chúng tôi không có mặt. Tôi đã dự đoán được rằng chị ta sẽ đến gây chuyện. Vì vậy, để tránh những bi kịch như kiếp trước, tôi đã đặt tour du lịch cho mẹ để bà ra ngoài thư giãn. Trong buổi tiệc cảm ơn chỉ có bố tôi, bố mẹ của Lục Dư và đặc biệt là chú của Lục Dư người đang làm cảnh sát. Bố tôi gọi điện cho tôi, vừa cười vừa nói. Chị họ của con định đến phá đám, nhưng vừa bước vào cửa đã nhìn thấy chú của Lục Dư mặc đồng phục cảnh sát, sợ đến mức quay đầu chạy ngay. Cả cây gậy trống của chị ta cũng rơi luôn. Bố còn gửi cho tôi một bức ảnh chụp lại bóng lưng chị họ đang bỏ chạy. Tôi lấy bức ảnh đó làm hình nền cho nhóm trò chuyện gia đình, cảm thấy tâm trạng vui vẻ hẳn. Chú của Lục Dư còn đuổi theo và cảnh cáo chị họ, nếu chị ta dám tìm đến gây rối thêm lần nữa, nhất định sẽ mời chị ta đến đồn cảnh sát uống trà. Từ sau vụ đánh nhau và bị đưa đến đồn cảnh sát lần trước, chị họ luôn sợ phải quay lại đó. Nghe thấy lời cảnh cáo, chị ta lập tức hoảng sợ và liên tục gật đầu đồng ý. Kể từ đó, chị họ thực sự không còn xuất hiện nữa. Nửa năm sau, chị họ cuối cùng cũng ly hôn. Lý do là vì chồng chị ta người mang mầm bệnh, đã có một đứa con với tình nhân bên ngoài. Chị họ làm ầm lên một trận. Niềm kiêu hãnh lớn nhất của chị ta về khả năng sinh sản giờ chẳng còn tác dụng nữa. Chị ta hoàn toàn tuyệt vọng, cuối cùng ký vào đơn ly hôn. Sau khi ly hôn, chị họ biến mất. Nhưng nghe người họ hàng cùng trang lứa kể lại, họ đã nhiều lần thấy chị ta đi ra từ các quán bar cùng những người đàn ông khác nhau. Khi họ cố gắng giúp đỡ, chị họ chỉ bảo họ đừng xen vào chuyện của mình. Có vẻ chị ta đã bắt đầu phát tán virus. Quả nhiên, không lâu sau đó, cậu tôi đăng tin cầu cứu trong nhóm gia đình. Có ai quen luật sư không? Tiểu Nguyệt đang gặp rắc rối rồi. Hóa ra những người bị nhiễm bệnh đã liên kết lại, kiện chị ta về tội cố ý gây thương tích. Chị họ trốn về nhà, nhưng những người kia cũng lần ra địa chỉ của cậu và yêu cầu đền bù. Cậu tôi dĩ nhiên không muốn bồi thường, còn lớn tiếng nói. Tại các người không tự biết giữ mình. Các người không ra ngoài bậy bạ thì con gái tôi làm sao lây bệnh cho các người được. Những lời đó khiến những người kia nổi giận, tuyên bố sẽ đòi lại công lý bằng mọi giá, không cần quan tâm đến tiền bạc. Cậu tôi nóng nảy, xô sát với họ, và trong lúc đó, máu của một người nhiễm bệnh bắn vào mắt cậu. Cậu tôi cũng bị nhiễm HIV. Từ đó, không ai trong họ hàng muốn giúp đỡ gia đình cậu nữa. Chị họ khi biết mình phải chịu trách nhiệm thì đã bỏ trốn, để lại cậu và mợ. Trước khi bỏ đi, chị ta còn đến nhà chồng cũ và đâm anh ta trọng thương. Chồng cũ của chị họ không trúng chỗ hiểm, nhưng với một người nhiễm HIV, sức khỏe vốn dĩ đã rất yếu. Anh ta được đưa vào bệnh viện cấp cứu suốt nhiều giờ đồng hồ, nhưng không qua khỏi. Chị họ trở thành kẻ sát nhân, ngay lập tức bỏ trốn, bặt vô âm tín. Ngay sau khi chị ta bỏ đi, những người chủ nợ cũng kéo đến đòi tiền. Lúc này, cậu và mợ mới biết rằng chị họ đã vay rất nhiều tiền trong thời gian qua để tự làm đẹp và tỏ ra giàu có, nhằm lây nhiễm cho nhiều người hơn. Giờ chị họ trốn mất, mọi khoản nợ đều đổ lên đầu cậu và mợ. Gia đình cậu vừa phải gánh nợ, vừa phải bồi thường cho gia đình chồng cũ, lại vừa phải lo chi phí chữa bệnh cho bản thân, nhanh chóng tiêu sạch số tài sản thừa kế của ông ngoại, thậm chí còn vay mượn khắp nơi từ họ hàng. Nhưng chẳng ai trong họ hàng muốn dính líu đến gia đình cậu nữa. Cậu đã tìm đến bố mẹ tôi, nhưng họ đã bán nhà từ lâu và chuyển đi rất xa. Vài năm sau, cậu tôi qua đời vì bệnh tình trở nặng, còn mợ thì tái hôn. Chúng tôi không còn nghe tin tức gì về chị họ nữa. Tôi và Lục Dư đã kết hôn thành công và 2 năm sau sinh được một bé gái xinh xắn. Từ khi kết hôn cho đến khi có con, tôi và Lục Dư chưa bao giờ cãi vã. Một đêm nọ, cuối cùng tôi cũng lấy hết can đảm để kể cho Lục Dư nghe về việc tôi đã trọng sinh. Ban đầu, anh không tin. Nhưng sau khi nghe tôi kể về cái chết của mình ở kiếp trước, và rằng anh đã mất rất nhiều công sức để đòi lại công bằng cho tôi, sắc mặt của anh dần trở nên nghiêm trọng. Bởi vì những người mà tôi nhắc đến thực sự tồn tại, nhưng hiện tại họ vẫn chưa có bất kỳ liên hệ nào với tôi. Chúng tôi đã nói chuyện rất lâu. Sáng hôm sau, Lục Dư bảo tôi gửi cho anh bức ảnh chị họ bỏ chạy ngày hôm đó. Anh nói rằng lo sợ chị ta sẽ quay lại gây chuyện. Tôi đoán anh đã bị dọa sợ, nhẹ nhàng trấn an. Chị họ đã trốn tránh pháp luật nhiều năm rồi, lại mắc bệnh, có lẽ đã không còn sống nữa. Nhưng Lục Dư vẫn lắc đầu lo lắng. Cẩn thận vẫn hơn. Ai ngờ, khi con gái chúng tôi tròn 5 tuổi,
suýt nữa đã xảy ra chuyện lớn. Hôm đó tôi làm thêm giờ, luật sư chịu trách nhiệm đi đón con gái ở trường mẫu giáo. Khi đến nơi, giáo viên nói rằng con gái tôi đã được đón đi rồi. Luật sư lập tức hoảng sợ, báo cảnh sát và yêu cầu xem lại camera giám sát. Từ bóng lưng trong đoạn video, anh nhận ra ngay, đó chính là chị họ người đã trốn chạy nhiều năm qua. Khi biết tin, tôi như phát điên, lao đi tìm con khắp nơi. May mắn thay, tôi tìm thấy con gái đang co ro dưới một cây cầu. Con bé thu mình trong góc, khi nhìn thấy tôi mới chạy ra. Tôi ôm chặt con trong vòng tay, nước mắt tuôn rơi. Con gái nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt tôi. Mẹ ơi, mẹ đừng khóc. Bố đã dạy con, nếu gặp kẻ xấu phải tìm cách chạy trốn. Vì vậy con giả vờ đau bụng, rồi chui vào bụi cỏ chạy thoát. Đột nhiên, có tiếng bước chân từ phía sau vang lên. Luật sư từ xa hét lớn về phía tôi. Cẩn thận phía sau. Tôi quay phát lại và thấy chị họ với gương mặt điên cuồng, tay cầm kim tiêm lao thẳng về phía tôi. Không chút do dự, tôi ôm con và bỏ chạy. Trong suốt những năm qua, tôi đã kiên trì rèn luyện sức khỏe, còn chị họ đã ốm yếu trong thời gian dài. Dù cô ta có cố gắng hết sức cũng không thể đuổi kịp tôi. Cảnh sát nhanh chóng có mặt và khống chế chị ta trên mặt đất. Chị ta ngẩng đầu lên, trừng trừng nhìn tôi đầy căm hận. Tất cả là lỗi của mày. Kiếp trước mày cướp mất vận may của tao, kiếp này mày vẫn đứng nhìn mà không giúp. Nếu mày chịu nhắc nhở tao ngay từ đầu, tao đã không ra nông nỗi này. Hóa ra, chị ta cũng đã trọng sinh. Tôi lạnh lùng nhìn chị ta. Loại người như cô chỉ đáng nhận lấy kết cục này. Chị họ bị bắt đi. Gia đình chồng cũ của chị ta nghe tin, lập tức nộp đơn kiện. Với hàng loạt tội danh chồng chất, chị ta đã bị tuyên án tử hình. Cuối cùng, tôi và Lục Dư không còn lo sợ chị ta sẽ bất ngờ xuất hiện để làm hại chúng tôi nữa. Cơn ác mộng kéo dài suốt nhiều năm cuối cùng cũng chấm dứt. Không lâu sau đó, tôi thăng chức và đưa gia đình rời khỏi nơi này, chính thức bắt đầu cuộc sống mới trọn vẹn và tốt đẹp hơn. Toàn Văn Hoàn.